Vào lúc 13 giờ chiều nay, mùng 5 tháng 8 tại nhà tang lễ quốc gia sẽ diễn ra lễ tang cho 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy quán karaoke chiều 1 tháng 8 vừa qua. Để ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của ba liệt sĩ, Đảng ủy và lãnh đạo công an thành phố Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân và thành lập ban tổ chức tang lễ do giám đốc công an thành phố Hà Nội làm trưởng ban. Chương trình tổ chức lễ tang như sau từ 7 giờ đến 9 giờ sáng mùng 5 tháng 8 tại bệnh viện 198, đưa thi hài ba liệt sĩ từ bệnh viện qua nhà riêng và về nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Từ 13 giờ đến 17 giờ cùng ngày tại nhà tang lễ quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho ba liệt sĩ. Sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu. Từ 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ nhà tang lễ quốc gia đi Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Trong các ngày mùng 6, mùng 7 và mùng 9 tháng 8, từ 6 giờ tới 12 giờ, ban tổ chức và gia đình tiếp nhận cho cốt ba liệt sĩ tại Nghĩa Trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, thành phố Hà Nội.